Xem tử vi ngày của 12 con giáp ngày 8 tháng 2 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ con giáp này khá nhiều trong việc hoàn thành các kế hoạch đã đề ra. Bước đầu còn tồn tại nhiều khó khăn, song mọi thứ sẽ nhanh chóng ổn thỏa nhờ cách xử trí phù hợp và khoa học. Tình cảm. Vận trình tình cảm vô cùng thăng hoa. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này đưa ra các quyết định liên quan tới chuyện tình cảm. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu cũng có thể suy nghĩ tới chuyện về chung một nhà. Tài chính. Vận trình tài lộc dồi dào. Đây là thời điểm mà tiền đổ ào ào vào túi, nhưng nó chỉ đúng với những người biết nắm bắt thời cơ kịp thời. Cẩn trọng. Tránh soi mói và áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Tuổi Giáp Tý đối diện với nhiều rắc rối ngoài ý muốn. Tuổi Bính Tý cẩn trọng trong các mối đầu tư. Tuổi Mậu Tý đừng tạo điều kiện để kẻ khác lợi dụng. Tuổi Canh Tý bị kẻ xấu tìm cách phá hoại. Tuổi Nhâm Tý nên tin tưởng hơn ở bản thân và con đường phía trước. Con số may mắn số 8, số 30, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi Sửu, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hanh thông. Công việc đang trên đà phát triển, tuổi Sửu cũng dùng chính tinh thần hăng hái của mình để vươn lên bứt phá. Tuy nhiên, vì có quá nhiều tham vọng mà con nhấp này làm việc không ngừng nghỉ lúc nào. Tình cảm. Vận trình tình cảm ngọt ngào. Gia đình vẫn luôn là điểm tựa tinh thần to lớn giúp bản mệnh vượt qua các áp lực cuộc sống. Người độc thân, nhất là nữ mệnh, nên tin tưởng hơn thì mới không bỏ qua các cơ hội yêu đương tốt đẹp. Tài chính. Vận trình tài lộc có điểm sáng. Quý nhân xuất hiện mang tới cho người tuổi Sửu khá nhiều cơ hội làm giàu, nhưng cũng đừng để lợi ích che mờ mắt. Cẩn trọng. Không biết trân trọng những thứ bên cạnh, để nó phục qua rồi mới hối tiếc. Tuổi Ất Sửu gặt hái được thành công vì luôn cố gắng. Tuổi Đinh Sửu thành thạo giải quyết các vấn đề. Tuổi Kỷ Sửu chần chừ do dự nên bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Tuổi Tân Sửu cần có mục tiêu và hướng đi cụ thể trong công việc. Tuổi Quý Sửu tin tưởng vào định hướng của bản thân. Con số may mắn số 10, số 23, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Hợi. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi Dần, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Công việc của người tuổi Dần theo đó bị chi phối khá nhiều, con giáp này đánh mất sự tự tin thường ngày và gây ra những sai lầm không đáng có. Tình cảm. Vận trình tình cảm hài hòa, người tuổi Dần nhận ra hạnh phúc chẳng đâu xa mà ở ngay trước mắt mình. Các cặp đôi yêu nhau trân trọng những phút giây êm ấm bên nhau và luôn là chỗ dựa tốt để nửa kia vượt qua mọi áp lực cuộc sống. Tài chính. Vận trình tài lộc lên xuống bất ổn, do đó bản mệnh cần sớm lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh những khoản thất thoát ngoài ý muốn. Cẩn trọng. Dễ đánh mất lý trí và sự tự tin trong những việc quan trọng. Tuổi Giáp Dần, công sức bỏ ra không được ghi nhận. Tuổi Bính Dần, suy nghĩ bi quan vì thực tế khó khăn. Tuổi Mậu Dần, đối diện với những đổ vỡ tổn thương. Tuổi Canh Dần, mối quan hệ vợ chồng có dấu hiệu lạnh nhạt. Tuổi Nhâm Dần, hãy có cái nhìn lạc quan về tương lai. Con số may mắn số 60, số 11, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi Mão, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Người tuổi Mão liên tục
đối mặt với những tin không vui, dù rằng đã nỗ lực giải quyết mọi chuyện nhưng chưa đâu vào đâu. Đừng quên tìm tới những sự hỗ trợ xung quanh vì có rất nhiều người đang muốn giúp đỡ bạn. Tình cảm, vận trình tình cảm bình yên. Những người này, tâm niệm bất kỳ ai đến với mình đều là duyên số và cũng để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Tuy nhiên, cơ hội yêu đương thì không phải lúc nào cũng may mắn mỉm cười. Tài chính, vận trình tài lộc dễ gặp rắc rối. Trước hết, con giáp này cần biết xem xét lại việc chi tiêu của mình, sao là quản lý lại tài chính khoa học hơn. Cẩn trọng, chú ý tới vấn đề chăm sóc sức khỏe trong những ngày thời tiết nóng bức này. Tuổi Ất Mão, đề phòng có kẻ cướp công. Tuổi Đinh Mão, hãy chú ý hơn trong cách hành xử. Tuổi Kỷ Mão, hạn chế đầu tư và thận trọng trong các quyết định liên quan tới tiền bạc. Tuổi Tân Mão, không nên bỏ dở công việc giữa chừng. Tuổi Quý Mão, không ngừng cố gắng vươn lên từ nghịch cảnh. Con số may mắn số 34, số 12, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu. 5. Tử vi hàng ngày của tuổi Thìn, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra hùng cát đan xen. Nếu phải làm công việc không yêu thích, người tuổi Thìn sẽ có những xu hướng làm mọi thứ một cách qua loa và đại khái. Kết quả sau cùng không quá khả quan do ảnh hưởng từ tinh thần và nỗ lực của bản mệnh là nhiều. Tình cảm, vận trình tình cảm khăng khít bền chặt. Người tuổi Thìn độc thân bất ngờ nhận được lời tỏ tình vào lúc bạn còn chưa kịp chuẩn bị điều gì. Đây là cơ hội tốt để cả hai tiến thêm một bước, cũng là cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Tài chính, vận trình tài lộc bất ổn, nguồn thu nhập không ổn định, dễ khiến con giáp này hoang mang và mệt mỏi. Cẩn trọng, lo lắng, bất an do thiên quan tạo ra khá nhiều rắc rối. Tuổi Giáp Thìn, nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tuổi Bính Thìn, nên tập trung vào nhiệm vụ được giao. Tuổi Mậu Thìn, thu về một khoản tiền rủng rỉnh. Tuổi Canh Thìn, cần chú ý tới cách đối nhân xử thế. Tuổi Nhâm Thìn, nên chú ý hơn trong việc giữ gìn sức khỏe. Con số may mắn số 24, số 51, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tý. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi Tỵ, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều thăng trầm. Bản mệnh khó tránh khỏi cảm giác vô tư giúp đỡ người khác nhưng lại không được đối phương ghi nhận. Lòng tốt không được đặt đúng chỗ nên dễ tạo ra chuyện thị phi rối rắm. Tình cảm, vận trình tình cảm hài hòa. Người tuổi Tỵ đã bắt đầu học cách yêu bản thân trước khi trao tình cảm cho một người nào đó. Do vậy, tuổi Tỵ tránh được khá nhiều rắc rối liên quan tới việc trao nhầm tình cảm cho người khác. Tài chính, vận trình tài lộc dồi dào, sự xuất hiện của thiên tài đem tới cho những người này cơ hội kiếm tiền sáng rõ, chủ yếu là từ công việc phụ. Cẩn trọng, làm chuyện tốt nhưng không được ghi nhận, làm ơn mắc oán. Tuổi Ất Tỵ, kiên định với mục tiêu của mình. Tuổi Đinh Tỵ, chớ bỏ ngoài tai lời của người khác. Tuổi Kỷ Tỵ, nên mở rộng các mối quan hệ. Tuổi Tân Tỵ, tránh nên so đo và tính toán từng chút một. Tuổi Quý Tỵ, vợ chồng không đồng lòng, có quá nhiều khác biệt. Con số may mắn số 3, số 15, màu sắc may mắn màu đỏ, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi Ngọ, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Vốn là người chăm chỉ, có tinh thần học hỏi và kiên trì nên con giáp này luôn thích dẫn thân vào các lĩnh vực khác nhau. Lời khuyên dành cho con giáp này, đây là thời điểm thích hợp để mở rộng quy mô làm ăn nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh. Tình cảm, vận trình tình cảm được hâm nóng trở lại,
công việc sớm được sắp xếp ổn thỏa nên bản mệnh có nhiều thời gian dành cho gia đình, người thân của mình. Tâm trạng vui vẻ của những người này đang lan tỏa và mang tới nguồn năng lượng tích cực cho những người bên cạnh. Tài chính, vận trình tài lộc hành thông, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, nhìn đâu cũng thấy cơ hội sinh tài, sinh lộc. Cẩn trọng, chú ý chăm sóc sức khỏe, hạn chế ăn thực phẩm đóng hộp. Tuổi Giáp Ngọ, chớ nên giữ những suy nghĩ áp đặt. Tuổi Bính Ngọ, hãy mở lòng mình nếu muốn đón nhận hạnh phúc. Tuổi Mậu Ngọ, đừng khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng. Tuổi Canh Ngọ, tranh cãi mâu thuẫn với người lớn tuổi. Tuổi Nhâm Ngọ, tinh thần phấn chấn tràn đầy động lực. Con số may mắn số 9, số 21, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Dần. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi Mùi, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tử vi ngày hôm nay cho biết đây là thời điểm thuận lợi đối với những người theo đuổi con đường công danh thi cử. Các kế hoạch diễn ra trôi chảy với sự hỗ trợ của chính quan. Việc thăng quan tiến chức cũng trở nên dễ dàng hơn. Tình cảm, vận trình tình cảm viên mãn, người tuổi Mùi cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Bên cạnh tình yêu ngọt ngào đắm say, cả hai luôn có sự thấu hiểu đặc biệt và đồng lòng vượt qua mọi thách thức trong cuộc sống. Tài chính, vận trình tài lộc có điểm sáng, ngũ hành tương sinh mang lại cho những người này nhiều cơ hội để làm đầy túi tiền cho mình. Cẩn trọng, nên trân trọng những thứ mình đang có, nhất là những người ở cạnh. Tuổi Ất Mùi, khẳng định được vị thế của mình. Tuổi Đinh Mùi, nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Tuổi Kỷ Mùi, hãy cho mình cơ hội được hưởng hạnh phúc. Tuổi Tân Mùi, bảo thủ và không chịu tiếp thu ý kiến. Tuổi Quý Mùi, nhận được sự yêu mến, trân trọng của gia đình. Con số may mắn số 32, số 53, màu sắc may mắn màu nâu, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ. 9. Tử vi hàng ngày của tuổi Thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng trôi chảy, tinh thần hăng hái, phấn khởi và lý trí giúp người tuổi này dễ dàng phát huy được tối đa sở trường và hoàn thành công việc nhanh chóng. Việc nhận được vô số lời khen ngợi càng khiến tiếp thêm động lực phấn đấu ở người tuổi Thân. Tình cảm, vận trình tình cảm có trải nghiệm mới mẻ, sự xuất hiện của thiên ấn đem tới cho những người này có những cuộc hẹn hò lãng mạn thú vị. Cuộc sống trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn rất nhiều khi người ấy xuất hiện trong cuộc đời bạn. Tài chính, vận trình tài lộc dồi dào, con giáp này đã có thể an tâm củng cố chất lượng cuộc sống hiện tại nhờ nguồn thu nhập khá. Cẩn trọng, không nên vì được khen ngợi mà tự mãn, vội hài lòng với những gì mình đang có. Tuổi Giáp Thân, dễ nhận ra những sai sót trong công việc. Tuổi Bính Thân, hãy cố gắng để gặt hái thành công. Tuổi Mậu Thân, tìm ra hướng đi mới để giải quyết công việc. Tuổi Canh Thân, nên chú ý hơn tới quá trình làm việc nhóm. Tuổi Nhâm Thân, khép kín và xa rời với những người xung quanh. Con số may mắn số 9, số 42, màu sắc may mắn màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi Dậu, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Người tuổi Dậu nhanh chóng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao dù không phải bỏ ra nhiều công sức. Con giáp này hãy cứ thoải mái đón nhận lời khen ngợi, ca thán từ những người xung quanh. Tình cảm, vận trình tình cảm tươi sáng, nhờ trái tim chân thành và khéo léo trong giao tiếp nên những người này dễ dàng tạo được thiện cảm với nhiều người dù mới tiếp xúc lần đầu. Đây là cơ hội tốt để người độc thân tìm cho mình người yêu lý tưởng. Tài chính, vận trình tài lộc không tệ, bản mệnh nắm bắt mọi cơ hội kiếm tiền, nhờ vậy mà bạn an tâm gạt bỏ nỗi lo về tài chính. Cẩn trọng, tránh chủ quan khi đạt chút ít thành công. Tuổi Ất Dậu,
dễ nóng nảy xích mích với người khác. Tuổi Đinh Dậu không nên tự kiêu ngạo cho mình là nhất. Tuổi Kỷ Dậu hãy tự kiểm điểm để tìm cách khắc phục vấn đề. Tuổi Tân Dậu cố gắng học hỏi tiếp thu kinh nghiệm từ người đi trước. Tuổi Quý Dậu không nên suy nghĩ tiêu cực về tất cả mọi việc. Con số may mắn số 12, số 31, màu sắc may mắn màu xanh lá, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi Tuất, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Tử vi nhắc nhở người tuổi Tuất cần thận trọng trong mọi lời nói cũng như hành động vì tính chất công việc khó khăn hơn trước. Thay vì cứ mãi kêu ca thì con giáp này nên tập trung để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tình cảm, vận trình tình cảm thăng trầm khó đoán. Thực ra sóng gió hay mâu thuẫn trong chuyện tình yêu cũng là lẽ thường tình. Nó là gia vị để những người trong cuộc thêm thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Tài chính, vận trình tài lộc lên xuống bất ổn, do đó lập kế hoạch chi tiêu khoa học là điều vô cùng cần thiết. Cẩn trọng, học cách tri ân tới những người đã từng giúp đỡ mình là điều nên làm. Tuổi Giáp Tuất, công việc gặp nhiều cản trở do có kẻ quấy phá. Tuổi Bính Tuất, hãy chứng minh cho mọi người thấy bạn là ai. Tuổi Mậu Tuất, nên thận trọng trước mọi quyết định được đưa ra. Tuổi Canh Tuất, đừng tự tạo thêm áp lực cho bản thân. Tuổi Nhâm Tuất, người thân thiết luôn tin tưởng ở bạn. Con số may mắn số 10, số 73, màu sắc may mắn màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi Hợi, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra có chút rối rắm, dễ sinh chuyện thị phi, hiểu lầm do tiểu nhân bày trò hãm hại. Tính cách bướng bỉnh và cố chấp được cho là nguyên nhân dẫn tới tai họa liên tiếp cho mệnh chủ tuổi Hợi. Tình cảm, vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui, tỷ kiên xuất hiện lên tình cảm của các cặp đôi yêu nhau. Khoảng cách đã khiến tình yêu ngày càng phai nhạt, còn sự lạnh nhạt đã tạo ra tổn thương cho những người trong cuộc. Tài chính, vận trình tài lộc bất ổn, thu nhập không ổn định, mất cân đối trong thu chi, dễ khiến con giáp này lúng túng trong vấn đề tiền bạc. Cẩn trọng, không thể sống cuộc đời của người khác hay bắt ép ai trở thành hoàn hảo. Tuổi Ất Hợi gây ngạc nhiên cho mọi người xung quanh. Tuổi Đinh Hợi điềm báo có tiểu nhân đeo bám và hãm hại. Tuổi Kỷ Hợi không may vướng vào nhiều chuyện rắc rối. Tuổi Tân Hợi tận hưởng cuộc sống gia đình ngọt ngào. Tuổi Quý Hợi bao dung với người thân của mình. Con số may mắn số 2, số 12, màu sắc may mắn màu hồng, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Mùi.